điều khiển 32 led chạy 5 kiểu và sử dụng nút nhấn up down và cờ lê để chuyển kiểu chạy led 32 led đơn ngay lập tức. Thì đây là chương trình em viết sẵn, gồm có các biến XY, in mode, và em sử dụng timer 1 để xử lý nhắc nút nhấn. Thì chương trình viết set timer 1. Rồi nếu mà mình nhấn nút up thì sẽ mode này sẽ tăng lên 1, và nếu mà mode lớn hơn 5 thì mode bằng 5. Ở đây. Rồi chương trình là 5 kiểu chương trình là chương trình thứ nhất là chớp tắt. Thì khi thực hiện chớp tắt xong thì nếu mà mode này mà khác 1 thì sẽ thoát khỏi vòng thoát khỏi cái chương trình này. Tương tự là chương trình thứ hai là sẽ tắt dần từ phải sang trái. Đấy nè. Đấy, nếu mà mod này mà khác 2 thì sẽ thoát khỏi vòng lặp, và sau đó sẽ thoát khỏi vòng lặp của chương trình con sáng tắt dần từ phải sang trái. Tương tự cho chương trình thứ 3 từ trái sang phải. Đây. Rồi chương trình thứ 4 là sáng tắt dần từ ngoài vào trong 32 led. Thì chương trình này thì sẽ mình sẽ cho chạy vòng lặp là for từ y chạy từ 0 đến 15 và sẽ dịch trái thấy dịch trái và x sẽ dịch phải. Rồi khi mà nếu mà mod khác 4, nếu mà mod khác 4 thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp, thoát khỏi chương trình. Rồi tương tự cho sáng tắt dần trong ra ngoài 32 led. Ở đây cũng vậy. Đấy, và chương trình chính thì chúng ta có thêm những lệnh để thực hiện lệnh timer ngắt là enable interrupt global, enable interrupt in timer 1, setup timer 1. Và mình cho chạy chương trình chớp tắt trước, tại vì khi mình cấp điện thì chương trình 1 sẽ chạy đầu tiên. Nếu những lần thứ nhất thì sẽ chuyển chương trình sang sáng tắt dần từ phải sang trái là mod này bằng 2. Rồi tiếp tục những lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Khi nhấn tới lần thứ 6 thì chương trình vẫn tiếp tục chạy sáng tắt dần từ trong ra ngoài 32 led đơn. Vì ở ngay chương trình xử lý nút ngắt thì nếu mà mod mà lớn hơn 5 thì mod vẫn là 5. Còn tương tự với nút down thì mình nhấn nút down thì mod này sẽ giảm một đơn vị, giảm đi 1. Và nếu mà mod mà bằng bằng 0 thì mod vẫn bằng 1. Tại vì mod đây giảm bằng 1. Đây là chương trình sơ lược về chương trình mà điều khiển 32 led đơn với 5 kiểu chạy, và bấm mod để bấm nút up nút down để thay đổi kiểu chạy thông qua biến mod và sử dụng timer ngắt. Và em nạp chương trình. Đây là lúc nhấn up cấp điện đầu tiên, là cấp điện thì chương trình sẽ chạy sáng chớp tắt 5 led, chớp tắt 32 led. Và khi nhấn nút up thì sẽ chuyển sang chương trình chạy từ phải sang trái. Nhưng do cái này là
led nó bị đảo lại, mình sẽ đảo cổng nó lại. Thực chất là nó sẽ chạy chương trình đầu tiên là từ phải sang trái. Xong rồi nhấn nút up. Thì đây nhấn nút up rồi. Chương trình chạy từ trong từ từ ngoài vào trong. Và nhấn up từ trong ra ngoài. Và khi mình nhấn thêm lần nữa thì nó vẫn là vẫn chạy từ trong ra ngoài. Không thay đổi. Và những nút down sẽ thay đổi trạng thái là từ ngoài vào trong. Thay đổi ngay lập tức. Và thay đổi ngay lập tức là nghe mình sử dụng xử lý ngắt nút nhấn. Và bấm clear thì bấm clear thì sẽ quay lại chương trình một là chết tắt. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.